Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ tư ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình phòng chống ma túy. Báo cáo tiến độ giám sát đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất điện và nuôi thủy sản tại huyện Mường La. Các địa phương tập trung cao chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, sáng ngày 14 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống ma túy. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi đến lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên các lực lượng phòng chống ma túy trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn, gian khổ, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm ma túy. Các lực lượng đã không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Chia sẻ với những tổn thất, mất mát, hy sinh của lực lượng trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng. Khẳng định Đảng, Nhà nước ta nhất quán quan điểm không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu thời gian tới cần đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng phòng chống ma túy ngày càng tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường trí tuệ, không bị khuất phục trước những cám dỗ và thách thức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng dành sự quan tâm đặc biệt và chia sẻ mất mát với thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến phòng chống ma túy. Lần sau học kết quả tốt, lớn lên làm công an không? Sáng ngày 14 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì phiên họp làm việc của lãnh đạo Quốc hội với đoàn giám sát về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là một trong bốn chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023. Dự kiến tháng 8 năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe đoàn giám sát báo cáo cụ thể. Chủ tịch Quốc hội đánh giá đoàn giám sát đã thực hiện rất nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện rất công phu với sự chỉ đạo rất sát sao trách nhiệm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn giám sát. 63 đoàn đại biểu Quốc hội và 48 hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã gửi báo cáo kết quả giám sát liên quan tới nội dung này cho đoàn giám sát. Đoàn giám sát đã xây dựng 13 báo cáo chuyên đề. Việc xây dựng các báo cáo chuyên đề là cách làm rất mới của đoàn giám sát. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến. Sáng nay, ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra và nắm tình hình sản xuất điện của nhà máy thủy điện Sơn La, tình hình nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Cùng tham gia có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Mường La. Kiểm tra và nắm tình hình sản xuất điện tại nhà máy thủy điện Sơn La cho thấy, tính đến ngày 13 tháng 6, sản lượng điện sản xuất là 2.445,3 triệu kWh, bằng 68,3% so với cùng kỳ năm 2022. Mực nước là 176,7 mét, cao hơn mực nước chết 1,7 mét. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng mưa ít, lưu lượng nước tại các hồ chứa của nhà máy thủy điện xuống thấp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, công ty thủy điện kiến nghị với tỉnh Sơn La xem xét có ý kiến với chính phủ và các bộ ngành quan tâm góp ý khi các bộ xin ý kiến trước khi trình chính phủ chấp thuận đề xuất phương án vận hành linh hoạt trên lưu vực sông Hồng. Cho phép sử dụng một phần dung tích hồ chứa lớn trên mực nước dâng bình thường vào cuối mùa mưa lũ để tích nước cung cấp cho hạ du vào mùa khô năm 2024.
Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi nắm tình hình nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại xã Mường Chai. Với tiềm năng lòng hồ thủy điện, huyện Mường La đã tuyên truyền các tổ chức cá nhân đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, trọng tâm là nuôi cá lồng. Đến nay, tổng số lồng cá trên địa bàn huyện đạt 1.005 lồng, sản lượng thủy sản ước khoảng 970 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá lồng ước 600 tấn. Năm 2023, do thời tiết nắng nóng, nước sông Đà xuống thấp dưới mực nước chết đã ảnh hưởng đến hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn huyện. Ngay sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, cũng trong sáng ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Mường La và lãnh đạo nhà máy thủy điện Sơn La, thủy điện Hội Quả. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Mường La đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tập trung cho sản xuất vụ đông xuân, đồng thời phối hợp với Trung tâm Chế biến Rau quả Doveco Sơn La hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc các loại cây trồng như ngô ngọt, đậu tương, rau. Sản lượng các loại quả trên địa bàn huyện đạt 14.390 tấn, đã xuất khẩu trên 1.350 tấn xoài, 248 tấn chuối với tổng trị giá trên 12,5 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn trên 51,7 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa và giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước tiến bộ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả. Về tình hình thiệt hại do nắng nóng trên địa bàn huyện, đến nay đã gây thiệt hại trên 129 ha lúa ruộng, 177 ha sắn, 27 ha vải. Có 61 bản với trên 2.970 hộ thiếu nước sinh hoạt. Sản lượng điện của các nhà máy thủy điện 5 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt khoảng 86% so với 5 tháng đầu năm 2022. Hoạt động nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Tại buổi làm việc, huyện Mường La đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ diện tích cây trồng vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại địa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và trong nửa đầu năm 2023. Đồng thời, giao Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La rà soát bổ sung vào nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy, đặc biệt là giữ, duy trì và phát triển đối với cái 13 trên 18 chỉ tiêu này. Thế thôi nhưng mà vẫn còn 7 trên 18 chỉ tiêu là sẽ hoàn thành theo lộ trình. Chứ vẫn phải cố gắng để tập trung lãnh chỉ đạo. Chúng ta mới đạt được ở giữa nhiệm kỳ thôi, còn tiếp tục phải thực hiện. Thì đến năm 2025 chúng ta mới đạt được. Thì đề nghị là các đồng chí phải tập trung cao cho cái công tác này. Để cố gắng cùng với tỉnh hoàn thành cái nhiệm vụ. Thế vấn đề thứ hai là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Chúng tôi đề nghị các đồng chí tập trung cao độ. Ở đây nó liên quan từ cái việc là phối hợp với các cái ban quản lý của cấp tỉnh, các sở ngành của tỉnh, rồi liên quan trực tiếp với các đồng chí là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết các kiến nghị đề xuất của huyện Mường La và các nhà máy thủy điện theo quy định, đề nghị nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện Hủy Quảng có các kịch bản cụ thể để chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với những khó khăn về nguồn nước và phát điện các tổ máy, tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan để có kế hoạch sản xuất, điều tiết nước hợp lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực nhà máy. Ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Mai Sơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Mai Sơn có 3 điểm thi, trường trung học phổ thông Cò Nòi, điểm thi trung học phổ thông Chu Văn Thịnh và điểm thi trường trung học phổ thông Mai Sơn, gồm 58 phòng thi với tổng số 1.333 thí sinh. Đến nay, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, các trường trung học phổ thông chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, xây dựng các phương án bảo quản đề thi, bài thi, y tế, hệ thống điện nước, an ninh trật tự. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy các môn thi, tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, tổ chức thi thử, hướng dẫn thí sinh lựa chọn môn thi, đăng ký dự thi, xây dựng phương án dự phòng, hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ các thí sinh ở xa điểm thi, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện Mai Sơn cũng như các điểm thi trên địa bàn huyện trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đồng thời đề nghị các điểm thi tại huyện Mai Sơn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, người thân của thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi theo quy định. Chủ động phương án ứng phó với những tình huống bất thường xảy ra, kịp thời hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết để thí sinh tham dự kỳ thi đầy đủ. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công. Sáng ngày 14 tháng 6, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài và trường Trung học phổ thông Yên Châu, huyện Yên Châu. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, huyện Yên Châu có 532 thí sinh tại hai điểm thi là trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài và trường Trung học phổ thông Yên Châu với 24 phòng thi. Đến nay, công tác ôn tập, tổ chức đăng ký dự thi, hồ sơ thí sinh đã hoàn tất. Tại các điểm thi đã hoàn thành 4 phần thi thử theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Các điểm thi đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm thi và ngoài khu vực thi, phương án phòng chống cháy nổ tại điểm thi. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xây dựng phương án hỗ trợ học sinh ở xa điểm thi, ở trọ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chỉ đạo tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi nhằm động viên, hỗ trợ, đảm bảo cho học sinh tham gia dự thi đầy đủ. Qua kiểm tra thực tế hai điểm thi và làm việc với huyện Yên Châu, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lường Thị Vân Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của huyện Yên Châu. Đồng chí yêu cầu huyện Yên Châu và các điểm thi tiếp tục rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ học sinh đến điểm thi, tạo tâm thế tốt nhất cho các thí sinh, không để học sinh muộn thi hoặc không đến được điểm thi do ảnh hưởng của thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, phòng chống mất điện tại các điểm thi, nắm chắc tình hình học sinh, tập trung ôn luyện cho học sinh, thực hiện thông tin báo cáo tình hình kịp thời, đảm bảo mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 14 tháng 6, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Sốp Cộp. Kỳ thi năm nay, huyện Sốp Cộp có một điểm thi với 430 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó trường Trung học phổ thông Sốp Cộp có 289 thí sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Sốp Cộp có 66 thí sinh. Trung tâm giáo dục thường xuyên có 42 thí sinh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp đã ban hành kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tại điểm thi của huyện. Huyện đã hoàn thành chương trình chính khóa đối với khối lớp 12 vào ngày 6 tháng 5. Các trường hiện đang tích cực ôn luyện cho học sinh theo lớp, phân hóa theo năng lực, tổ chức thêm lớp phụ đạo, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh có nguy cơ chưa tốt nghiệp. Cơ sở vật chất đảm bảo với 19 phòng thi. Huyện Sốp Cộp cũng đã bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi, camera giám sát theo đúng quy định, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm cho kỳ thi, chủ động ứng phó với các tình huống mất an toàn như mưa bão, thiên tai, dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lưu Minh Quân đánh giá ghi nhận tinh thần chủ động và sự chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ, của tỉnh trong triển khai kỳ thi theo tinh thần không được phép lơ là chủ quan, chỉ đạo các thành viên kiểm tra, rà soát, đôn đốc lại toàn bộ khối lượng công việc, gắn trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, nhấn mạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, các thầy cô giáo và gia đình cần phối hợp trong việc đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho thí sinh. Cùng với tinh thần quyết tâm cao, đồng chí Lưu Minh Quân tin tưởng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của huyện Sốp Cộp sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Ngày 13 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La do đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tại huyện Thuận Châu. Triển khai chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị ký cam kết tăng cường vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 29 xã, thị trấn với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trong quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức ký cam kết với các trưởng bản,
thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hơn 200 trường hợp, chủ yếu ở các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất đai, chuyển quyền sử dụng đất không đủ điều kiện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các bản cam kết được lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân hai xã Tông Cọ, Tông Lạnh và trao đổi tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, thu gom, xử lý rác thải. Đoàn cũng đã kiểm tra chỉ tiêu ký cam kết thực hiện bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Đến hết tháng 5 năm nay, huyện Thuận Châu có 3.722 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 73,28%, giảm 1.263 người so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022. Riêng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 99,79%. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường, tăng cường kiểm tra giám sát cùng cấp huyện, xã trong thực hiện các nội dung cam kết, bảo đảm đạt hiệu quả cao, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về tài nguyên môi trường, tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế để hưởng lợi chính sách và đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Ngày 14 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023 và phát động cuộc thi báo chí sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh, xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự quốc phòng, gắn chặt tình quân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã phát động cuộc thi báo chí sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Theo đó, chủ đề của cuộc thi tuyên truyền về tầm vóc ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tuyên truyền về chặng đường lịch sử, truyền thống vẻ vang trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La nói riêng. Trong 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, sơn sửa lại phần chữ và số hiệu các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới Việt Nam-Lào trên tuyến đồn biên phòng Trường Tương và đồn biên phòng Trường On quản lý. Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội phòng Sơn La của Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tình hình thực tế, hệ thống các mốc quốc giới, cọc dấu có dấu biên giới Việt Nam-Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La về bảo vệ quản lý, phần chữ và số hiệu các mốc, cọc mốc đã bị bong chóc sơn. Bộ Chỉ huy Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Sở Ngoại vụ thành lập đoàn công tác tổ chức bảo dưỡng sơn sửa lại phần chữ và số hiệu của 14 mốc quốc giới theo số chẵn thuộc hai đồn biên phòng Trường On và Trường Tương quản lý. Tổ chức phát quang xung quanh khu vực cột mốc quốc giới và tổ chức kiểm tra đơn phương dấu hiệu đường biên giới Việt Nam-Lào. Thông qua việc bảo dưỡng sơn sửa lại phần chữ và số hiệu các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới Việt Nam-Lào theo phân công quản lý bảo vệ để đảm bảo sự tôn nghiêm thiêng liêng của chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, giúp cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân dễ nhận biết dấu hiệu, ranh giới, hệ thống đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào trên thực địa. Chương trình thời sự hôm nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Phát triển cây thanh long trên đất Sơn La. Hiến máu là một hành động đoàn kết, chung tay cứu người. Chủ đề Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu 14 tháng 6 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, vốn là loại quả được trồng nhiều tại Nam Bộ, được đưa về trồng tại Sơn La từ năm 2010. Nhờ có điều kiện tự nhiên thích hợp cùng với sự canh tác của người dân nơi đây, cây thanh long đã cho thấy sự phù hợp với mảnh đất này và trở thành một sản vật có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và mang hương vị đặc biệt của núi rừng Tây Bắc. Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Hoàng tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn hiện có trên 200 hectare thanh long, với sản lượng mỗi năm khoảng 3.000 tấn. Sản phẩm quả thanh long ruột đỏ của hợp tác xã đã được xuất khẩu sang thị trường Nga và Pháp trong những năm gần đây, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này đã khẳng định chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đã đi đúng hướng. Diện tích này là gia đình nhà chú trồng ngô. Khi hiệu quả kinh tế nó không có thì chuyển đổi sang trồng cây thanh long ruột đỏ từ năm 2016. Thế với sản lượng thì rất là cao và năng suất rất cao cho hiệu quả kinh tế. Hiện nay trên địa bàn huyện Mai Sơn có khoảng hơn 90 hectare trồng cây thanh long, trong đó có trên 50 hectare đã cho thu hoạch. Mai Sơn đang là địa phương đứng đầu về diện tích trồng thanh long trên địa bàn tỉnh. Các hộ trồng cây thanh long đã và đang sản xuất theo quy trình Việt Gáp, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao, giúp tăng thu nhập cho các hộ gia đình trồng thanh long. Trong các loại cây ăn quả chủ lực của huyện Mai Sơn thì cây thanh long là một trong những cây trồng mà hiện nay đang có cái năng suất rất là cao, chất lượng tốt và cho cái giá trị kinh tế cao, ổn định cho người dân, và là một trong những cây trồng mà hiện nay là chủ đạo của huyện trong cái việc xuất khẩu cũng như là cái việc mà tiêu thụ ở các thị trường cao cấp. Không chỉ riêng huyện Mai Sơn, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây thanh long cho giá trị cao. Tại vùng đất Thuận Châu, những thành viên của hợp tác xã nông nghiệp Quỳnh Thuận cũng đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị cho lứa thu hoạch đầu tiên. Cây cam, cây bưởi thì nó mất mùa là nó chỉ một vụ thôi, là mất mùa là mất cả năm luôn. Nhưng mà cây thanh long thì có thể là đợt này nó bị mưa, nó mất mùa, là nó mất hoa đợt này nhưng mà nó lại ra hoa tiếp đợt nữa. Lúc đầu thì trồng 400 trụ thôi, trồng thử xem. 4 tháng sau thấy nó phát triển cũng tốt mà cũng chăm sóc như là cây trồng khác thôi. Thấy cây nó phát triển tốt, xong là cho ra quả ăn cũng ngon. Thanh long đã và đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tiềm năng phát triển hơn nữa khi mà thanh long tại địa phương đã được xuất khẩu đi một số nước như Nga, Pháp, Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội tốt để tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng diện tích trồng thanh long, đảm bảo quy hoạch trong thời gian tới. Thưa quý vị, để cảm ơn và khuyến khích những người hiến máu tình nguyện và hiến máu nhiều lần, năm 2004, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã lấy ngày 14 tháng 6 hàng năm để tôn vinh. Và chủ đề của năm nay là hiến máu, là một hành động đoàn kết chung tay cứu người. Ngày 14 tháng 6 là ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu, mục đích nhằm kêu gọi các quốc gia, kêu gọi cộng đồng hãy ghi nhận và tôn vinh hành động cao đẹp của những người hiến máu. Người hiến máu có thể là những người nổi tiếng, người quan trọng trong xã hội hoặc là những người bình thường. Dù là ai thì đó cũng là nghĩa cử cao đẹp. Tôi tham gia hiến máu từ năm khi còn 18 tuổi, khi mới bước chân vào cổng trường chuyên nghiệp. Lúc đấy thì cũng thấy các anh chị trong đoàn trường thời điểm đấy là cũng tuyên truyền đến mọi người, vận động mọi người đi hiến máu. Thì tôi thấy mọi người đăng ký đông thì tôi cũng tham gia cùng. Vì ở đó cũng có rất nhiều bạn sinh viên trẻ như tôi. Và đến thời điểm hiện tại là tôi cũng hiến máu được 17 lần. Máu là một loại dược phẩm quý, không thể sản xuất và không có chất nào có thể thay thế được. Chính nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của những cá nhân như thế đã giúp cho nhiều người bệnh có cơ hội sống. Động lực để khiến tôi tình nguyện tham gia hiến máu, thứ nhất đó chính là vấn đề về tình cảm giữa con người với con người. Thứ hai đó là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Những đơn vị máu của tôi có thể cứu giúp được những có thể hỗ trợ được mọi người, không chỉ là niềm vui của những gia đình bệnh nhân được sử dụng đơn vị máu của tôi, mà đó cũng chính là giúp cho tôi có được cái cảm giác thoải mái và vinh dự khi tình nguyện hiến những đơn vị máu của mình.
mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tại tỉnh Sơn La, phong trào hiến máu cứu người đã trở thành điểm sáng của những tấm gương bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Mỗi năm có hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng. Việc tôn vinh những người hiến máu không chỉ là sự ghi nhận mà còn tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội về những tấm gương hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu nhân đạo. Và nhân kỷ niệm ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, trong đó có hoạt động hiến máu tình nguyện tại các huyện, như là vào cái dịp tháng 6 như tổ chức tại các huyện như là Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ. Thông qua các hoạt động hiến máu, các tầng lớp nhân dân luôn sẵn sàng tham gia hiến máu khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động. Với lòng nhân ái của người dân Sơn La, năm nay toàn tỉnh phấn đấu thu nhận được khoảng 7.000 đơn vị máu thông qua các chương trình hiến máu tình nguyện và hành trình đỏ. Hiến máu nhân đạo thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Trường Chính trị tỉnh Bò Kẹo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là ngôi trường đào tạo nguồn cán bộ quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển tỉnh. Là tỉnh kết nghĩa, Sơn La đã có nhiều sự hỗ trợ, đóng góp và giúp đỡ để ngôi trường ngày một khang trang hơn và đáp ứng tốt nhu cầu của tỉnh bạn. Nằm trong Trường Chính trị tỉnh Bò Kẹo là công trình ký túc xá cho học viên do tỉnh Sơn La tài trợ với tổng kinh phí 7 tỷ đồng. Công trình được xây dựng 2 tầng với 14 phòng, với trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ăn ở của học viên khi tham gia học tập tại trường. Đây là công trình có ý nghĩa giúp cho học viên ở các huyện xa có nơi để học viên yên tâm học tập, tiếp thu bài từ các giảng viên tốt hơn. Ngoài ra, nhờ có ký túc, các học viên có cơ hội tiếp xúc và trao đổi thêm với các giảng viên về bài giảng. Nhờ vậy mà các học viên có thể nắm kỹ hơn về bài giảng trên lớp. Đa số các học sinh tại trường đều đến từ các huyện, bản xa trung tâm nên điều kiện đi lại rất khó khăn. Việc có nơi ăn, chốn ở khang trang đã giúp nhiều học viên yên tâm hơn trong quá trình nghiên cứu, nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La còn hỗ trợ nhiều trang thiết bị trợ giảng để quá trình học tập giảng dạy được kết quả cao hơn. Cảm nhận của tôi khi đến học tại trường là các học viên nhận được sự quan tâm trong hỗ trợ kinh phí ăn, tạo điều kiện bố trí lớp học, ký túc xá và trang thiết bị học tập. Thầy cô sát sao với học viên trong giảng dạy, quan tâm trao đổi với học viên để học viên hiểu, nắm bắt được bài giảng, để có môi trường học chính trị tốt. Đó là nhờ có sự hỗ trợ của tỉnh Sơn La. Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Bò Kẹo đang đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 4 hệ, gồm sơ cấp, trung cấp, hệ bồi dưỡng 45 ngày, hệ bồi dưỡng 10 ngày cho cán bộ là bí thư chi bộ bản, trưởng bản. Mỗi năm trung bình có khoảng hơn 200 học viên được đào tạo bồi dưỡng tại đây. Tất cả những thành quả của chúng tôi đạt được đều nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Bò Kẹo và sự quan tâm hỗ trợ phát triển một số hạng mục cơ sở hạ tầng của tỉnh Sơn La. Tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã dành cho tỉnh Bò Kẹo, đặc biệt với Trường Chính trị. Tôi tin rằng trong thời gian tới, quan hệ giữa hai tỉnh Bò Kẹo và Sơn La ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Với sự hỗ trợ giúp sức của tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Bò Kẹo không chỉ là một cái nôi đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tỉnh bạn, còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết gắn bó của hai tỉnh. Đây cũng là minh chứng cho mối tình sắc son không thể phai nhạt của hai dân tộc, hai đất nước Lào, Việt, Việt-Lào. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.